chào mừng các bạn trở lại Dương Niên Supercar Vlog. Hôm nay thì lại được chiêm ngưỡng một chiếc S-Class với ngoại thất màu rất là đẹp luôn. Và chủ nhân cũng là một thiếu gia 9X sinh năm 96 các bạn nhé. Giống với chiếc S500 Maybach mà mình quay cho các bạn cách đây không lâu, cũng có ngoại thất màu như này. Và chủ nhân của chiếc S-Maybach đó và chiếc S-Class này cũng là hai người chơi với nhau luôn, những người từng chơi xe và từng tham dự Carbassion 2019. Chiếc S-Class này thì chủ nhân ngày trước đi chiếc Ford Mustang GT 5.0. Và chiếc xe đó thì có cái bô được độ lại phải nói là to nhất Việt Nam luôn. Chiếc bô mà khi kéo red light lên thì có lẽ nó sẽ giúp cả một khu phố thức giấc vào lúc 5 giờ hoặc 6 giờ sáng, bởi vì bô nó quá là khủng khiếp. Hiện tại thì chủ nhân sinh năm 96 thì đang đi một chiếc S-Class. Chiếc này thì mình cũng chưa rõ nó là S-Maybach, S thường hay là một chiếc S63, bởi vì nó được độ full kit của S63. Thậm chí cái lưới tản nhiệt phía trước này nó còn giống của S65 luôn. Nên thì nhiều khả năng có lẽ đây là một chiếc S-Class, S500 hoặc là S400 gì đó được độ lên, độ body kit, nâng cấp lên phiên bản AMG. Tại vì phần lưới tản nhiệt này là của S65 AMG với cái lưới tản nhiệt mạ chrome sáng này. Phiên bản S63 thì nó là chrome đen thì bạn chrome tối màu hơn, còn S-Class với S65 thì nó là chrome sáng, giống như chiếc S65 trong Sài Gòn thời điểm hiện tại vẫn là chiếc S65 mới nhất và độc nhất Việt Nam, thuộc S-Class W221. Hiện tại thì đã chuyển sang W222 rồi. Đó, các bạn có thể quan sát màu có lẽ là được dán decal chứ không phải là màu zin. Đó, những cái chi tiết cản trước này đó giống với S65 AMG. Nếu như là S63 thì chiếc này sẽ đời này sẽ dùng động cơ V8 5.5 lít biturbo. Còn nếu là S400 thì nó là động cơ V6 3.0 lít. Chiêm ngưỡng được gần như là hoàn hảo của một chiếc S63 AMG với bộ mâm đa chấu. Bộ mâm đa chấu của S63. Đó. Logo AMG trên mâm luôn các bạn nhé. Tại đây cũng có logo V8 biturbo. Đó, V8 biturbo của phiên bản S63 AMG. Các bạn có thể màu hình cánh dán giống với chiếc S500 Maybach mà mình quay cách đây không lâu, với bộ mâm độ rất là đẹp luôn và độc nhất thế giới. Còn đây là chiếc được lên kit của S63 thì phải. Hiện tại thì nó là S63 xịn hay là body kit thì mình cũng chưa rõ. Đó, các bạn thấy hai chiếc S-Class, một chiếc W221 và phía sau là W222. Chiếc sau thì có chủ nhân là một người rất là đặc biệt. Một chút nữa mình sẽ chia sẻ khi mình quay được chiếc xe đó các bạn nhé. Để mình ngói cùng phanh. Cùng phanh thì không phải là cùng phanh của AMG, không có logo của AMG. Đĩa phanh cũng là đục lỗ thông hơi, cũng là đĩa phanh hiệu suất cao. Cùng phanh thì không có logo AMG, không biết là khả năng cao thì đây là chiếc xe được lên kit rồi. Đây là cùng phanh sau, cũng có không có cùng phanh của AMG. Nhiều khả năng đây là chiếc S-Class W221 được lên kit S63 AMG với bộ mâm AMG trông khá là đẹp, mâm AMG đa chấu. Kích thước này cũng khoảng 20 inch. Đó, các bạn thấy logo AMG. 20 inch lốp 275/35 phía sau. Khá đẹp luôn. Và chiếc này thì cũng được dán cái logo. À, phía sau cũng có AMG các bạn nhé. Tin ở bên trái là đó, có AMG ở bên phải. Bên trái thì là số 96. Chiếc Maybach thì số 96 được gắn bên này, còn chiếc này thì số 96 được gắn ở bên kia. Hệ thống cản sau cũng đã được thay của AMG với hệ thống giả kép đối xứng hai bên AMG, giống hệt với S63 luôn các bạn nhé. Đó, chiếc S-Class màu nâu cánh dán nhìn rất là đẹp luôn. Phần đầu nhìn rất là gấu, bạn nhìn phần đầu nhìn rất là gấu luôn. Lưới tản nhiệt kiểu W221 thì nó vẫn là lưới tản nhiệt đơn.
với 4 cái nan đơn. Còn VKF222 thì nó là lưới tản nhiệt kép giống với S Maybach đời 221. Lưới cụm đèn pha LED có một giải đèn LED định vị thôi. VKF222 thì nó có tới 3 cái giải LED định vị. Đây, chiếc S VKF222 đỗ ngay phía sau. Quay luôn cho các bạn. Quay luôn cho các bạn chiêm ngưỡng chiếc S Maybach VKF222 với đèn LED multibeam và 3 cái giải đèn LED định vị đặt liền nhau. Lưới tản nhiệt cũng là cái lưới tản nhiệt dạng kép. Chiếc này là chiếc S450 Luxury có giá bán hơn 4,7 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Và mình bật mí luôn, đây là chiếc này thì được sở hữu của anh Tuấn Hưng và mua tặng vợ của chị Nguyễn Hương Baby, người cũng đang ngồi bên trong kia. Đó, các bạn nhìn thấy đây là S-222 S450 Luxury của vợ ca sĩ Tuấn Hưng. Này thì có màu rất đẹp. Hơi tiếc vì không có chiếc S500 Maybach được độ màu giống như thế này. Tại đây thì hai chiếc độ cạnh nhau thì nói là rất là đẹp luôn. Cả hai đều là có chủ nhân sinh năm 1996, năm nay 24 tuổi rồi. Thời Capson 2019 thì từng tham dự cùng với những dân chơi như anh Hứa Phương, Cường Nola và rất nhiều đại gia khác với chiếc Ford Mustang City 5.0 lít với bồ cực lớn luôn các bạn. Màu khá là đẹp. Hiện tại thì chiếc Mustang đã được chuyển vào Sài Gòn, rõ là đã bán hay chưa. Hiện giờ thì chủ nhân của chiếc xe lại đi chiếc S-Class. Hoặc lại sẽ kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.